đang cẩu vào những cái thanh sắt xuống. Cẩu với cái thanh sắt vô cầu đục cái được bê tông. Cái bê tông hôm trước đục ra được. Đây cẩu xuống. Rồi cẩu lên nhé. Cẩu lên rồi bỏ xuống. Đấy, trước mắt các bạn đang xem là cano tìm kiếm trục vớt rất là đông đây, 2-3-4 chiếc á, chạy lên chạy xuống và tìm kiếm trục vớt cũng như là dò tìm và đo lượng nước và thử độ sâu dòng xiết nó có chảy nhiều hay không. Và các chú bộ đội cũng đang gỡ rác này để chuẩn bị cái khâu chuẩn bị mà nước rút xuống là gắn luôn cầu phao luôn. Còn đây thì ngay cái mấu cầu thì thợ lặn vẫn đang lặn ở dưới kia ngay cái mấu cầu để tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Và trên đây thì cái cẩu vẫn đang cẩu nha cả nhà. Đấy, họ sang tiếp tục liên tục cập nhật thông tin tình hình nhanh nhất các cô chú anh chị để được xem. Mong rằng cô chú anh chị quan tâm theo dõi những video này và giúp cho họ sang xin một lượt đăng ký kênh cũng như một lượt chia sẻ nha cả nhà, để họ sang có tinh thần và có động lực để tiếp tục cập nhật thông tin tình hình tại cái cầu Phong Châu để chia sẻ đến cả nhà mình biết. Thank you.
kết khối sắt to để tập kết rồi đóng đó, nó gọn bắt đầu chuẩn bị bắt đầu cấu tiếp những còn ở dưới còn lại. À, khối sắt quá to
bớt tìm kiếm mà bắt được cồn phao cũng khó khăn, nước mà lũ ở trên tràn xuống thì gây khó khăn rất là nhiều cho bên lực lượng chức năng. Và tiếp tục xem bên kia thì họ vẫn cẩu cây sắt. Rất là nhiều người trông chờ người nhái lặn ở dưới đó để phát hiện nạn nhân để báo cáo với gia đình người ta đến để nhận diện. Đấy là mình đang nói giả thiết thì cũng mong rồi cả nhà, chứ không được nói liều. Có mình mới nói, không có mình không được nói liều. Thì trông chờ các bạn lặn đó lên như thế nào. Khả năng là bạn ấy lặn bạn đeo đồ cũng rất là nhiều, nó nặng cho nên là lúc xuống dễ lên cũng khó khăn, phải tháo từng món đồ cho mới lên được, không thể nào lên được ngay. Vì nếu mà muốn mà lặn xuống sông sâu thì mình nghĩ chắc cũng phải có một cái gì nặng ở trong người mới lặn được. Giờ trông chờ bạn nó lên có tình hình như thế nào.
lên đó 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 đó, đó. Đây, bắt đầu lên này, thấy không? Đã bắt đầu kéo lên, kéo lên. Ở trong người bạn đặc công thợ lặn đó là phải có một bình oxy nè, thì mình biết vậy là sẽ có một bình oxy nè, và có thì mình sẽ như là chì để đeo vào người, hoặc là có đeo những cái thứ gì nó nặng á. Khả năng mình nghĩ là thợ lặn này chỉ có đeo chì, chì thì nó nặng, lặn xuống dưới để còn mò được, tìm kiếm được, chứ giờ mà người không thì sẽ nổi nha các bạn. Ở bên kia thì đây là chúng ta xem bên kia thì bắt cầu phao người ta cũng đang tiến hành để thử là cái vùng nước, cái dòng xoáy của nước như thế nào. Bây giờ mình chỉ có quay thì bên phao nó đang để lên thử dòng nước thôi nha. Đây, khả năng dòng nước vẫn còn xiết lắm. Mình nghĩ dòng nước vẫn còn xiết lắm. Đây, bây giờ quay qua đây rồi, các bạn thở lặng nhé. Đang kéo bạn lên. Mình ở rất là xa. Vâng, bây giờ thì mình sẽ dừng cái video đây cả nhà, để thằng Lặng vào có thông tin gì mình truyền tải tiếp cả nhà mình nha. Cả nhà mình đừng quên ủng hộ cho họ xem một lượt đăng ký kênh cũng như một lượt chia sẻ nha cả nhà, để bạn thằng Lặng vào có cái gì thông tin gì thì mình cập nhật tiếp cho cả nhà mình cùng theo dõi nha. Cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi video này, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.